Đây cô chú chị ơi, Mai đã mua được đầy đủ mấy cái gói quà, mấy cái thiệp hết rồi ha. Thì bây giờ quan trọng nhất làm sao là để ông xã Mai không biết được Mai đi mua cái gì ngày hôm nay, phải làm sao để giấu giếm ha. Ông xã Mai hay hỏi đó, em mua cái gì hôm nay, em mua cái gì, thì mình phải giấu giếm thôi. Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay là buổi sáng nha cô chú anh chị, Mai đã thức dậy và Mai đã đóng hàng xong hết rồi. Thì Mai sẽ nhờ ông xã Mai phụ Mai khiêng cái đống này đi ra bưu điện để drop xuống bưu điện, thả xuống bưu điện thôi. Tại vì mấy cái này thì Mai đã có cái label hết rồi ha. Chỉ có một cái Mai chưa có label, tại Mai không có thùng thôi. Nên thành ra là đi ra đó là tính bao nhiêu thì mình trả tiền bấy nhiêu ha. Đó. Ông xã Mai sẽ là người phụ Mai chứ cái này nhiều quá. Đó, cô chú anh chị xem thử coi quá cho nhiều ha. Thì cảm ơn cả nhà, cảm ơn các cô chú anh chị đã nói chung ủng hộ cho Mai, order hết cho Mai cái đống dấu quần này. Và Mai đã dọn sạch cái thùng này rồi, thấy không? Không có còn cái thùng nào nữa hết. Mai đã bán sạch sẽ, không còn một đôi luôn cô chú anh chị. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và ủng hộ Mai rất là nhiều ha. Chan, ok. Bây giờ thì ông xã Mai sẽ phụ Mai khiêng ra. Gật gật gật. Ok. Đi lấy bao tay, cô chú anh chị người Mỹ họ ngộ lắm, họ làm cái gì họ cũng phải lấy bao tay để họ bảo vệ cái tay của họ đó. Mình thì Việt Nam mình thì đại, mình khiêng đại ra cũng được ha. Còn khiêng cái này thôi, ông xã Mai cũng phải đi lấy bao tay nữa. Đó, ông xã Mai khiêng ba thùng cuối cùng. Coi vậy mà nó cũng cồng kềnh, cô chú anh chị ha, phải khiêng ra đây để đem ra xe cho nó gần. Phải đi hai chuyến nha. Rồi xe tải của ông xã Mai nè, quá trời đồ trong đó mà ông Diễn còn nói là còn rất là nhiều chỗ không sao đâu. Để coi anh để lên như thế nào, chắc ok, mà nghĩ cũng vẫn vừa thôi chứ có gì đâu. Thank you. Đây ông xã Mai thả lên trên cái hàng trước, bởi vì chứ còn cái chỗ này nhỏ xíu làm sao để vừa, mà ông nói là còn nhiều chỗ mà kệ đi, muốn để làm sao để miễn vừa thôi. Yes, yes. Okay. Ông xã Mai nói là Mai mà đụng tới thì đừng đụng tới, để anh làm cho. Cái này là anh làm nhà, anh mặc đồ để làm cái này, còn em không có làm cái này. Lên xe thôi. Ông xã Mai được cái dễ thương lắm. À da, cái gì cũng phụ vợ hết á. Em Mai tới bưu điện rồi nè cô chú anh chị. Post office. Đó. Thì bây giờ Mai sẽ mang cái bịch. No, I need the pocket. Oh, okay. Mai sẽ lấy cái bịch để mang vô đưa cho ảnh làm cái label, tại vì có một cái đó là chưa có label thôi, còn tất cả những cái khác đều có label rồi. Tại vì cái đó là Mai thiếu hộp của chú anh chị. Ông xã Mai nói ông xã Mai là người delivery. Đi ra mở cửa cho ông xã Mai coi trời ơi. 80 bạn. Đây Mai có một cái list dài, cái list hàng gửi của chú anh chị đã gửi xong rồi nha. Vậy là cả nhà mình chờ nhận hàng nha cô chú anh chị. Đây Mai về đến nhà rồi cô chú anh chị. Mai hôm nay là đi family mình lẩu Thái ăn, xong rồi sẽ đi mua quà lễ tinh nhân cho lại cả nhà ha. Thì Mai không dám nói tiếng Anh, tại vì nói tiếng Anh sợ mọi người biết, mình phải làm bí mật. Hôm nay thì ông xã Mai nói là có muốn là chở Mai đi mua sắm không, có muốn xã Mai chở đi không. Mai nói không, Mai đi một mình. Mai làm bộ Mai nói Mai đi với bạn, nhưng mà thật ra là Mai đi một mình chứ Mai không có đi chung với ai hết ha. Tại vì mình muốn tạo bất ngờ thử coi như thế nào. Các cô chú anh chị đừng có ai nói với ông xã Mai nha. Mà này miếng rau bữa mưa ở chùa ra để em bỏ với mì ăn chung cho nó ngon ha. Đó, Mai thấy nước sôi rồi. Mai thích ăn mì lẩu Thái, tại vì là mì lẩu Thái nó chua chua ngọt ngọt, nó chua chua mặn mặn ngon ha. Thích ăn mì chua chua một chút xíu. Mì ngon quá. Lâu lâu ăn mì cũng ngon cô chú anh chị ha. Này, bây giờ thì mời các cô chú anh chị cùng với Mai đi mua đồ. Nãy giờ cũng phải làm bộ dấu giếm cô chú anh chị ha. Không dám nói cho ông xã biết. Tại vì hôm bữa Mai cũng ghẹo ông xã Mai, Mai hỏi chứ anh có muốn mua quà Valentine không? Em sẽ mua cho anh món quà thật là xịn, thật là đắt tiền bằng cái thẻ của anh. Ông xã Mai nói thôi, anh xin em. Rồi nói chứ anh muốn đồng hồ Rolex không, hay anh muốn Hermes không, em mua cho anh. Ông nói thôi anh lại em. Cái món quà Valentine lớn nhất
À đó chính là em đừng mua gì cho anh, làm ơn đừng mua gì cho anh nha. Thì nói giỡn vậy thôi cô chú chị ha, chứ còn mai sẽ mua một cái món quà gì nó nhỏ nhỏ thôi để cho ông xã mai giống như làm niềm vui, chứ mà nếu mà không có quà không có gì hết thì nó cũng bình thường quá ha. Mai sẽ mua một cái gì đó, mai định là theo dự định của mai sẽ mua một sợi dây nịt cho ông xã mai. Tại vì mai thấy cái sợi dây nịt mà hôm lúc trước mai mua thì nó cũng hơi cũ rồi, bây giờ mai muốn mua một sợi khác nữa là để ông xã mai có thay đổi thôi. Còn bà nội thì mai cũng chưa biết mua gì, đi vào trong đó thì tìm thấy gì thì mua, còn con gái mai thì cũng chưa có ý tưởng luôn, để mai sẽ đi vào đó. Nói chung có gì mua đó cô chú chị ha. Xin mời mọi người đi theo Mai. Đây Mai tới Willow Grove Mall cô chú chị. Mai định đi vô Bloomingdale để mua đồ cho ông xã Mai với bà nội với mấy đứa nhỏ. Không biết là mua được cái gì đây. Đây cửa hàng Bloomingdale. Trời ơi, bước vô đây đàn em mùi thơm rồi. Thơm dữ lắm. Bon number 9. Đây dầu thơm Bon number 9 nè cô chú chị. Đây là những cái dầu thơm rất là nổi tiếng bên này ha, mắc lắm, 300-400 một chai đó. Thơm quá. No thank you, I'm just look. Ok. Đây Chanel của chính chị ha. Họ có nhiều cái mẫu thử đây cho mình thử nè. Mình có thể hửi, mình thịt xịt ra tờ giấy ha. Mai thì Mai cũng khá thích Chanel, cũng có nhiều mùi Chanel ở nhà. Mai nghĩ là Mai đi qua kiếm quà cho ông xã Mai trước đã. Có thể mua cho bà nội nhà mỹ phẩm cũng được, đúng rồi. Mà Mai không biết là cái son nào bà nội thích hay là cái gì bà nội thích nữa. Tại bà nội cũng nói chung là mua đồ cho mấy người Mỹ thì cũng khó ha. Mình không biết được họ thích cái gì. Đây là cái khu bán đồ nam của Bloomingdale. Mai sẽ vào đây mua được trước thì Mai mua cái mắt kiến á, mắt kiến 200 mấy của Ray-Ban. Ông xã Mai không thích đem trả rồi. Ông xã Mai thường thích mấy cái đồ Polo Ralph Lauren nè, thường thích mặc ha. Nhưng mà Mai nghĩ là Mai mua sợi dây nịt hoặc là mua cái này cũng được. Mà đợt Mai mua đồ ở đây thì ông xã Mai cũng có những cái chưa có mặc luôn cô chú anh chị. Để Mai đi một vòng coi dây nịt bên này nè. Mà xem dây nịt trước cái đã, mình theo cái thank you. Thơm quá, cho mình thử cái mũi cái mẫu. Thơm á. Đây dây nịt đây. Ông xã Mai thì thường không có thích những cái gì quá cầu kỳ đâu cô chú anh chị, thường là mua những cái mà đơn giản như vậy thôi. Mấy cái mặt vậy nè, ý mày nói cái mặt á, chứ mà cái cầu kỳ đồ hiệu quá thì ông xã Mai cũng không có thích. Nhưng mà Mai cũng không có muốn mua cái gì nó rẻ quá ha. Ồ, cái này có mấy chục đồng à. Muốn, tại vì ông xã mình cũng làm vất vả đó, muốn mua một cái gì đó nó đắt tiền mà xài nó lâu lâu á, cho nhìn nó cũng có giá trị một chút xíu. Cái này mấy chục đồng thôi. Cái này là 70 đồng nè cô chú anh chị, 69 đồng 50 sen. Mai đi kiếm cái hôm bữa thì Mai mua dây nịt Salvatore cho ông xã, nhưng mà Mai cũng không biết nữa. Excuse me, where is your the bell? I want the main bell, but you know it's more expensive than this one a little bit. More expensive, yes. Yes. We have MCMs only. MCM. I will show you one. Yes. MCM Mai không thích hiểu này lắm. It's just a regular, like classic. Look. Really, they have just regular belts. Mm-hmm. But then more expensive ones. Yes. We have Bali, Versace, and MCM's on another site. It's kind of too young for my husband. Yeah. Uh-huh. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Yeah. Mấy cái này nó đây MCM nó hơi bự của chính chị ha. Nói này là giới trẻ nó mang hơn. Ông xã Mai thì mấy cái này không có hợp lắm ha. Hoặc là đây Bali gì đây nè, cái chữ B nè. Ông xã Mai cũng không có thích đâu. Mai nghĩ là những cái đơn giản thôi. Vậy là kế hoạch mua dây nịt bị phá sản rồi. Chắc Mai phải đi qua coi cái Polo Ralph Lauren có cái gì để ông xã Mai mặc được không. Vậy là không có mua được cái gì fancy hết. Dây nịt đây thì cũng bình thường thôi. Mai nghĩ là Mai mua áo sơ mi.
Tại vì mấy cái áo polo mà có cổ này mình mua nhiều lắm mà ông xã mai cũng chưa có mặc. Excuse me, where you keep the shirt, please? What kind of shirt? Just a regular one. Not for winter, not for anything. You said shirt? Yeah, shirt. Shirts are, well, of course you have shirts there. Mm-hmm. It depends, that's the outer cloth. You have pen points up here. These red shirts are there. Uh-huh. And here's also the featherweight. These are the new ones that just came in. Mm. Some fitter here. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much. Right. I saw that. Thank you. Rồi đây, mày thấy rất là nhiều. Ông xã mày thì đi giặt ủi vậy đó thì nhiều khi á phải mua nhiều lên, mua ít không có đủ ha. Lâu lâu mà mới đi giặt một lần. Classic. Cái này được không ta? Mua một cái áo trắng đi, Mai chưa bao giờ mua áo trắng trong xã Mai hết á. Này, cái áo này Mai thường mua lại là classic fit. Tại vì ông xã Mai không có thích mặc áo ôm body đâu, bụng bự mà. Người lớn tuổi nữa. Mai nghĩ Mai sẽ mua size L. Và Mai nghĩ là Mai sẽ mua cái này. Cái này 148 đô, Mai kiếm size L chắc là Mai nghĩ là vừa. Này mày mua áo là anh đang gói lại cho Mai nè, 148 đồng ha. Mình mua cái áo này thì mình có thẻ thành viên của Bloomingdale nên sẽ được tặng 25 đồng được phần thưởng ấy, mà ngày mai mới sử dụng được ha. Mà trong vòng 4 tháng phải sử dụng, nếu không là sẽ hết hạn. Đây, bây giờ đi mua quà cho bà nội với lại cho hai đứa nhỏ nữa thôi. Này mày đang định mua dầu thơm Dior cho bà nội. Chanel chứ. Nói lộn. Không biết suy nghĩ nên mua cái loại nào. Cái này cũng thơm nè cô chú anh chị. Mai thấy cái mùi này cũng thơm nè. Cái mùi này như Mai có nhà một chai nè. Rất là thơm. Mai định mua chai này cho bà nội. Mai nghĩ Mai sẽ mua cái chai Chanel Chance này. Thơm. Để ở đây thì có rất là nhiều loại ha. Mà dầu thơm của Chanel thì Mai nghĩ là khoảng 100ml là khoảng 100 mấy chục đồng ha. Đấy nha, Mai có mấy cái hiệu này. Phải không ta? Đây, họ cũng trưng bày lên đây để cho mình xem rồi mình làm mẫu đó. Ai coi bên này của nam hay sao nè, còn bên này của nữ ấy. Mai thì thích cái hiệu này. Mai thích cái dầu thơm Chanel Chance này nè, màu hồng này nè, rất là nhẹ nhàng ha. Mai có cái chai này nè, Mai cũng có cái chai Old Tender này luôn nè ha. Và Mai cũng có cái chai này luôn, cái chai nắp lóng lánh gì nè, Mai không biết nữa. Mai thì khá thích Chanel. Mai có một chai vuông vuông nữa. Nói chung là có nhiều loại. Đây để Mai quay qua đây. Mai đây họ trưng bày này đủ màu ha, Chanel. Đó, Mai có cái hiệu này nè, Medemois như nè. Mai không biết đọc hay đúng hay không nữa. Còn bên này là khu vực bán son với lại bán phấn nền, bán này nọ ha. Ok. Do you have this one, please? Yes. The new one? Yes, I do. Yes, okay. Can you wrap this one like the gift yes. for me, please? Yes, sure. Yeah, I bought it for my mother-in-law. Okay, yeah. Right on the side. Yes. Okay, thank you. Mai qua anh kia trả tiền. Này, chai dầu thơm này là 136 đồng nha cô chú chị. Mai nhờ chị gói lại cho bà nội luôn. Tại vì ở Chanel này họ gói đó họ sẽ có những cái giấy Chanel rất là đẹp. Cô chú chị thấy không? Họ có cái logo Chanel trên này nè. Và họ có cái băng, cái dây này nè. Đẹp không? Đó. You know, when you wrap it here, you have stuff like this beautiful, right? Yeah. Đó, nên cô chú chị nào nếu mà mình muốn đi mua quà Chanel á, thì ở đây mình nhờ họ gói luôn sẽ rất là đẹp hơn ha. Mai nghĩ là mọi người bên Mỹ thì chắc ai cũng biết thôi. Còn mình đi về nhà mình mua cái gói quà khác cũng được, nhưng mà nó sẽ không có cái này, nó không có sang bằng, nó không có đẹp bằng ha cô chú chị ha. Mình khỏi cái gói, tiện. Đây chị đã gói xong rồi đây. Bây giờ sẽ cột cái dây vô. Cái dây nãy mà Mai cho cô chú chị xem đó, cái dây màu đen đen nó nhìn đẹp lắm ha. Dây này thì nó có logo Chanel luôn nên thành ra là
nhìn là biết cái gì cho mày ạ. Đẹp quá, thấy không? Bây giờ họ sẽ có cái giỏ giấy cho mình luôn, bỏ vào cái giỏ này cho nó đẹp luôn ha. Rất là đẹp. Rồi có giấy wrap đó luôn, nhét vô. Oh, thank you so much. Have a good day. Sao mà đây có chính chị đó. Hay bây giờ thì tới đi mua quà cho hai đứa nhỏ nha cô chú anh chị. À, xí muội thì thích Christian Dior, để mày qua cái Christian Dior mày coi có cái món gì rẻ rẻ để mua cho xí muội không. Đây, đây là cái nhãn hiệu Christian Dior của chú anh chị ha. Xí muội thì không hiểu sao mà vẫn biết nha, vẫn biết cái Christian Dior là cái gì. Để mày coi coi có cái cây dầu thơm này bé xíu xinh xinh đây. Để xí muội có thể sử dụng ha. Bên này hầu như là những cái đồ mỹ phẩm không à. Để mày kiếm cái quầy dầu thơm của họ coi. À đây, Christian Dior perfume đây. Miss Dior. À, mấy cái này thì nó hơi bự. Can I help to look about some Miss Dior perfume? But it's a small one and it's something like I have a girl 9 years old, 10 years old, but she really loves Dior. I want to buy something not too expensive for her. Oh, a purse spray you mean? Yeah, something like that. Yeah. Nothing in Dior. Nothing in Dior? No. Yeah, everything is expensive here, right? Yeah. Yeah. I don't think we have. Đây mày nói là chị đã nói là mình muốn mua cái gì ở Dior nhưng mà không có đắt quá, giống như là mấy cái hiệu mà xịn body vậy thôi. Chị đã nói là vô Sephora thử coi, tại vì mày không muốn mua cái gì đắt quá cho xí muội, đúng thiệt á, tại vì nó còn nhỏ quá cô chú chị ha. Nhưng mà cái nhãn hiệu Dior thì nó rất là thích nên mình cũng muốn làm cho con vui một chút xíu. Đây là cửa hàng Sephora. Đây là nơi tập trung rất là tất cả các loại mỹ phẩm ha. Đây là những cái nơi mà những cái bạn trang điểm, những cái nhà trang điểm hay ghé đây. Rất là nhiều mỹ phẩm, tất cả các loại mỹ phẩm đều có thể có đây hết luôn á. Nè, thêm cô chú anh chị nhìn thấy cái trưng bày mỹ phẩm của họ. Đây son môi lip glow Dior nè, cái này ba mấy 40 đồng ha. Đây Dior, tất cả những cái hiệu trang điểm của Dior đây. Đây là dầu thơm của Dior, mà dầu thơm cái travel là cái giống như là để du lịch đó cô chính chị. Cái này là cái lăn thôi chứ không phải là xịt ha. 40 mấy đồng cái này, mày nghĩ là mua cái này thì cũng ok cho con mày. Thì mày mua cho hai đứa mỗi chai ha, cho hai đứa nó giống nhau, nó khỏi giành, nó khỏi phải nói, nó nói mẹ phân biệt đối xử. Ok, thank you so much. Do you drop it here or I have to go out? Do you have some wrap service like gift? We don't do gift wrap. Okay. Thank you so much. Thank you. But maybe Bloomingdale's they might have a gift wrapping area. Ah, they have. Yeah, I know that. Yeah. Thank you so much. Thank you for your help. Đây mày để vô trong cái giỏ này đi ra. Mua được hai cái rồi. Có tất cả đều có quà. Bây giờ mày sẽ đi mua thiệp. Còn mày sẽ đi một vòng cho cô chú chị xem ha. Ở trong này thì mai thì không rành về mỹ phẩm đâu, nhưng mà trong này là cửa hàng bán mỹ phẩm chuyên nghiệp ha. Rất là nhiều. À đây, mình xếp hàng để mình tính tiền ha. Ở đây thì họ có thượng vàng hạ cám. Mai thì không biết cái gì nhiều hết á, mai thì dở về mỹ phẩm lắm. Đây, mai đã mua được quà cho tất cả mọi người ha. Đây là của hai đứa nhỏ đây cô chú anh chị. Đây, bây giờ mai đi về để đi mua thiệp với lại đi gói quà. Đây, mai mua quà cũng rất là nhanh gọn lẹ ha. Bây giờ mai sẽ ghé cái CVS gần nhà để mua thiệp cho mọi người. Đây, mai đã tới CVS rồi cô chú anh chị. Bây giờ mời mọi người đi vào trong để mua thiệp chung với mai nha. Đối với văn hóa của người Mỹ thì cái tấm thiệp nó rất là quan trọng ha. Nó thể hiện cái thành ý, cái tình cảm của mình. Làm gì thì gì, chứ mà thiếu tấm thiệp là thiếu sự lịch sự trang trọng ha. Thiếu cái tình cảm, cái ý nghĩa của cái việc làm của mình. Cái khung cảnh quen thuộc.
Ở đây thì bán cũng đủ thứ, ông xã Mai rất là thích vô đây. Đây, khu vực bán thịt nằm ở cuối cùng đây. Thì ở bên Mỹ thì được cái là mỗi cái dịp là họ sẽ để cái thiệp ra bên ngoài. Bây giờ là Valentine thì họ sẽ đem cái thiệp Valentine họ để ra bên ngoài ha. Và sẽ tùy theo cái người mà mình tặng đó cô chú anh chị, thì mình có thể mình lựa những cái tấm thiệp đó. Ví dụ như đây nè, thiệp này là Valentine cho vợ nè, thấy không? Love of my life, đây là cho vợ chồng. For wonderful mother, cái này là cho mẹ nè, thiệp sinh nhật ha. Cái này là sinh nhật. Mai sẽ đi tìm thiệp Valentine. Mình nghĩ Valentine nó bên này nè, Valentine nó màu đỏ đây nè. Đó, thiệp tặng cho chồng nè, thấy không? Đây, my husband nè. Đó, from you mom nè, là tặng cho bà nội, cho mẹ nè, thấy không? Thì cho con, cho chồng, Mai sẽ lựa để Mai coi thử coi cái nào mà hay. Rồi Mai lựa xong rồi Mai báo của chúng chị ha. Đây Mai đã mua đủ thiệp hết cho tất cả mọi người rồi. Đây là thiệp tặng cho bà nội nè. Nói mom, I want to say a little something to you on Valentine's Day. Nghĩa là mẹ con muốn nói với mẹ một điều rất là nhỏ trong ngày Valentine. Love you lost, nghĩa là rất là yêu mẹ. Sorry I got a little carry away. Con phải mang một cái gì đó đi. Đó là thiệp cho bà nội ha. Còn thiệp này là thiệp cho xíu muội của chú anh chị ha. Mày xíu muội rất là tình cảm ha. This Valentine come to tell you what a sweetheart of a daughter you are inside this car. Có nghĩa là mẹ muốn nói với con là một cô bé rất là ngọt ngào. Một cái thiệp khác nữa ở trong này, hy vọng là sẽ làm cho con vui. Một cái thiệp khác nữa sẽ mang nhiều tình yêu đến cho con. Mở ra đây. It's a tiny but hurt love her. Nó là một cái ôm nhỏ nhưng mà rất là đầy tình cảm ha. Đây là thiệp cho xíu muội. Thiệp cho Ngân đây. Ngân thì Mai mua cái thiệp này. All about daughters. Tất cả những cái gì về con gái nè. Some are pretty. Một số người thì xinh đẹp, một số người thì thông minh, một số người thì tài năng, một số người thì lịch sự, một số người thì hài hước. Một số người thì vui vẻ. But you are all of in one, all of these in one. Có nghĩa là con thì có tất cả những cái tố chất này luôn. Nhưng mà Mai sẽ mở ngoặc ra Mai ghi một chút xíu nữa. I'm just kidding, but I'm still love you. Nghĩa là mẹ chỉ nói giỡn thôi, nhưng mà mẹ vẫn yêu con. Nhà Mai thì thích hay nói giỡn như vậy á. Thì Mai sẽ dự định là viết cái này cho xíu muội rồi ha. Còn cái thiệp này là trong xã Mai, thiệp đặc biệt ha. A Valentine for my husband. Nghĩa là lễ tình nhân cho chồng, cho ông xã. Em yêu anh ngay cả khi mà anh cười hoặc là anh đang ghẹo em, khi mà anh ngủ quên ở trước TV, hoặc là khi mà anh làm cho em ngạc nhiên về những cái điều mà vui vẻ để kể cho em những cái chuyện vui, hoặc là những cái chuyện anh không có biết xấu hổ khi mà thể hiện cái tình yêu ha, hoặc là khi mà em yêu anh ngay cả khi mà anh chỉ nói là em nên làm cái gì, hoặc là thậm chí là khi anh đang ngáy. Cái này là em nói xạo đó. Em yêu anh, nói chung là làm cho anh rất là đặc biệt. Sao mày ở phía đây là gì? And I love you even more today than. Và em yêu anh ngày hôm nay, thậm chí là ngày hôm nay còn nhiều hơn là những gì mà em nói. Em rất là yêu anh à, vậy thôi. Rồi đây là Mai cũng mua hai, bên cạnh đó thì Mai mua hai tấm thiệp cho con gái của Mai tặng cho ông xã ha. Thì chúc mừng lễ tình nhân ba, lắng nghe cẩn thận nè, bởi vì con chỉ có một điều để nói với ba thôi, và nói một lần thôi nha. Nè, I love you, I love you, I love you, I love you. Quá trời lần luôn. Ok, so I lie about the one part. Có nghĩa là đúng rồi, ok, con nói xạo là con chỉ nói một lần và nói một câu duy nhất á. Thì cái này là Mai mua tặng để cho con gái tặng ông xã. Và có một cái thiệp nữa, hai đứa nên mua hai tấm thiệp. Yêu ba. Siêu nhân thì rất là dũng cảm và mạnh mẽ. Anh ấy luôn tìm kiếm, luôn biết những cái gì mà mình nên làm, luôn tìm kiếm để giúp đỡ những đứa trẻ nhỏ. Ba ơi, cái này nghe giống như ba quá. Chúc mừng ngày lễ tình nhân ba, anh hùng của gia đình. Đó thì Mai mua tất cả những cái tấm thiệp này. Ngày hôm nay thì Mai sẽ
thanh toán bằng một cái thẻ bí mật của Mai để Mai, ông xã Mai không có biết. Tại lần trước mà Mai trả bằng cái thẻ của Mai với ông xã chung thì khi mà phát hiện ông xã biết ngay là Mai mua thiệp Valentine cho cả nhà rồi. Đây cũng rất là nhiều người đi mua thiệp giống như mình ha. Thì Mai sẽ mua cái giỏ này để đựng thiệp, đựng quà cho xíu muội với Ngân. Một cái giỏ này là 3.99 rồi cô chú anh chị, mình khỏi phải gói ha, là 4 đồng. Mai cũng sẽ mua cái bịch này để về đựng cái áo trong xã ha, đựng quà tặng á, mình khỏi phải gói. Đây cô chú anh chị ơi, Mai đã mua được đầy đủ mấy cái gói quà, mấy cái thiệp hết rồi ha. Thì khách tổng cộng là 58 đồng bao nhiêu sen á. Cũng hơi bị nhiều ha, mua cái nhiêu đó mà cũng mấy chục đồng chứ bọn đâu có rẻ đâu. Thôi bây giờ mày đi về thôi. Đây Mai về đến nhà rồi cô chú anh chị, ông xã Mai thì đã mang cái xe này vô trong nhà rồi ha. Mang xe lên để lên trên lầu vậy đó, mày gọi là lầu ha. Thì bây giờ quan trọng nhất làm sao là để ông xã Mai không biết được Mai đi mua cái gì ngày hôm nay, phải làm sao để giấu giếm ha. Ông xã Mai hay hỏi đó, em mua cái gì hôm nay, em mua cái gì, thì mình phải giấu giếm thôi. Mình trốn đường này để cho ông không thấy, để cho ông đừng biết mình mua gì. Giấu ở đây đi, mày giấu ở đó ha, để ông xã Mai đừng biết Mai mua cái gì hết. Nói là Mai đi chơi gặp bạn bè thôi chứ Mai không có đi mua sắm đó. Mai làm bộ Mai nói vậy ha. Hôm nay thì có mấy cô bé tới nhà dọn dẹp á. Hi Christina, say hi to my wife. Hello, how are you? Okay, so we are thinking about. Này, cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng với Mai đi mua sắm quà và lễ tình nhân ngày hôm nay. Bí mật Mai sẽ không để cho ông xã Mai biết, để ngày mai Mai sẽ làm một cái điều đặc biệt ha, để làm bất ngờ ông xã Mai. Cảm ơn cả nhà, xin chào cả nhà và xin mời cả nhà đón xem video tiếp theo ngày mai để coi gia đình Mai sẽ đón cái lễ tình nhân như thế nào. Mai không dám nói tiếng Anh nữa tại sợ ông xã Mai sẽ biết Mai đang nói gì ha. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở video sau cùng đón lễ tình nhân với gia đình Mai.